Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023. Chiều qua, lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đúng 16 giờ 50 phút, đoàn xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón chính thức tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao Tổng thống Biden thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi về những thành tựu Việt Nam đạt được qua gần 40 năm đổi mới toàn diện, thực hiện các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời nêu rõ đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam cũng đánh giá cao lập trường của Hoa Kỳ, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông. Hoan nghênh việc hai nước xác lập quan hệ ở tầm cao mới là đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, trong đó có việc tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thực hiện những nguyên tắc định hướng, tạo ổn định lâu dài, gặp gỡ, hợp tác cấp cao giữa các ngành, các cấp, giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư hoan nghênh việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm theo hướng đổi mới sáng tạo, tiếp tục là nền tảng trọng tâm, động lực cho quan hệ hai nước và việc hai bên nhất trí tạo đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ. Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự trân trọng đối với đất nước Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam về phát triển, đóng góp vào công việc quốc tế và những đóng góp vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngài Tổng thống bày tỏ sự ủng hộ đối với sự phát triển của Việt Nam, trong đó có hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ trong giai đoạn mới, trong đó có việc phát triển công nghiệp điện tử, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch. Tổng thống Joe Biden đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, có lợi cho cả hai nước và lợi ích quốc tế chung. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị, bình đẳng, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, trao đổi sâu rộng, toàn diện và đạt kết quả tốt đẹp. Những kết quả quan trọng của cuộc hội đàm và chuyến thăm của Ngài Tổng thống Joe Biden sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế.